tinh dường như lắng đọng. Thêm một chút tình cảm tôi viết lên bài ca và thêm một vài thằng bạn chúng tôi ngồi ngân nga o. Sau những giờ kiểm tra mấy thằng ngồi trà đá lại tụng năm tụng ba với những câu chuyện thật rôm rả. Ok, ở chính tại nơi đây trường cao đẳng sư phạm hà 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 Nội này. Yeah, được thành lập năm nay là năm thứ 54. Đơn giản những gì tôi đang viết ra vì giới hạn bởi từ ngữ. Một lòng nuôi lớp tôi thấy cô yêu mái trường này. Em thấy cuộc sống học sinh của tôi thật sự gặp may. Hàng ngày đi học và lên lớp để nghe tiếng thầy cô. Hàng ngày đến trường và nghe giảng để học từng con số. Dù sau này có đi đâu tôi vẫn sẽ nhớ về. Mấy chân mình yêu cùng những mái tiếng vô tan vẫn về.